Xin chào các anh chị. Hôm trước thì Phương đã giới thiệu với các anh chị cái cách để chúng ta sử dụng điện thoại để quét văn bản để đưa vào trong máy tính để làm sao nó có chất lượng tốt nhất. Và cái phần mềm hôm trước Phương giới thiệu có cho các anh chị thì nó có chức năng là chuyển đổi cái văn bản từ dạng ảnh này sang dạng là văn bản dạng text. Tuy nhiên rằng nó chưa hỗ trợ tiếng Việt. Thì ngày hôm nay Phương tiếp tục giới thiệu với các anh chị cái cách để chúng ta chuyển các cái văn bản mà chúng ta scan bằng điện thoại hoặc là các file PDF vào trong máy tính và chúng ta chuyển nó sang dạng Word, tức là chuyển nó từ hình ảnh hoặc là PDF sang text như thế nào. Thì đó chính là phần mềm mà Phương giới thiệu với mọi người hôm nay. Phần mềm đó chính là phần mềm AB File Reader này. Thì sau khi mà các anh chị tải về và cài đặt thì Phương sẽ cho tặng luôn các anh chị một cái đường dẫn ở phía dưới video này, cái phần mềm tuyệt vời này. Chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm này vào và phần mềm này nó sẽ có chức năng là giúp chúng ta chuyển đổi. Đây các anh chị có thể nhìn thấy là chúng ta có thể quét trực tiếp bằng từ máy quét và nó sẽ chuyển nhận dạng văn bản và nó đưa vào thành Word. Thứ hai là nó sẽ có thể chuyển dạng PDF hoặc là file ảnh thành file Word. Đấy. Hoặc là nó có thể là quét và lưu dưới dạng ảnh, vân vân. Quét và lưu dưới dạng PDF. Hoặc là chụp ảnh và sẽ chuyển sang dạng Word. Thì đây tất là cả những cái tính năng này của cái phần mềm này. Nó sẽ hỗ trợ của chúng ta và chúng ta sẽ hôm nay sẽ tìm hiểu cách để chuyển đổi một cái file ảnh sau khi chúng ta đã chụp từ điện thoại vào hoặc là một cái file PDF sang dạng văn bản dạng Word như thế nào. Đấy, thì khi chúng ta khởi động phần mềm này lên nó có giao diện như này thì các anh chị sẽ bấm vào chỗ file PDF image to Microsoft Word này. Bây giờ chúng ta muốn chuyển đổi cái gì, ví dụ như là mình muốn chuyển đổi, đầu tiên là chuyển đổi dạng PDF trước, các file PDF. Thì chúng ta sẽ chọn đến cái file PDF mà mình muốn chuyển đổi. Ví dụ như là mình có một cái file PDF như thế này. Mình sẽ lấy một cái môn âm nhạc đây. Đấy, đây là cái dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chúng ta bấm Open. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy là cái phần mềm này. Nó sẽ lập tức là nó sẽ nhận dạng các cái trang văn bản. Ở đây, cái file của mình nó có tổng cộng là 55 trang. 55 trang PDF. Thế thì nó sẽ lần lượt nhận diện 55 trang này. Thông thường bây giờ chúng ta tìm các cái tài liệu ở trên mạng thì thường người ta hay lưu dưới dạng file đuôi là PDF. Nếu chúng ta không biết cách chuyển đổi thì chúng ta không thể nào được copy được text, tức là văn bản ở bên trong này ra, hoặc là các file PDF thì chúng ta không thể chỉnh sửa được. Ví dụ như là mình mở cái file PDF vừa rồi lên, đây các anh chị có thể quan sát. Đây là cái file chương trình của môn âm nhạc. Đấy, đây là một cái file dạng PDF và do đó thì chúng ta sẽ không chỉnh sửa được. Tuy nhiên là cái file này hoàn toàn chúng ta có thể là chuyển nó sang dạng Word và khi nó thành dạng Word rồi thì chúng ta sẽ chuyển đổi được. Thì các chị anh chị sẽ nhìn thấy vì ở đây cái file này của mình là nó tổng cộng là 55 trang. Cho nên là nó sẽ lần lượt nó nhận diện văn bản trong 55 trang này. Đó. Và sau khi cái quá trình nhận diện này nó kết thúc xong thì lập tức cái phần mềm nó sẽ chuyển đổi toàn bộ các cái văn bản ở trong file PDF này sang dạng Word. Và cái điều hay ở trên mạng bây giờ nó có rất nhiều cái phần mềm mà các anh chị dùng để chuyển đổi file PDF sang dạng ảnh dạng hoặc là dạng Word văn bản. Tuy nhiên rằng mình đã sử dụng rất nhiều phần mềm và mình thấy phần mềm này nó cực kỳ mạnh. Mạnh như thế nào bây giờ các anh chị sẽ nhìn kết quả chuyển đổi đấy ạ. 55 trang Word này nó chuyển đổi rất là nhanh như vậy và mình thấy cái mức độ nhận diện chính xác từ của nó, mình cảm thấy là nó có thể nhận diện, nếu như mà những cái file mà chúng ta từ Word mà được lưu dưới dạng PDF thì nó sẽ nhận dạng chính xác 100% luôn. Đây ạ, các anh chị có thể nhìn thấy bây giờ mình đã thành file Word, mình có thể chỉnh sửa được. Và nội dung văn bản đây, mình sẽ zoom lên để mọi người nhìn. Là nó chính xác luôn 100% luôn, nó không sai một cái từ ngữ nào cả. Đấy, nếu như mà chúng ta sử dụng các cái phần mềm khác thì thường nó sẽ sai rất là nhiều. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng gần như là nó chính xác 100%. Bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa in đậm, in nghiêng, rồi chúng ta xóa bỏ đi, vân vân. Thì đấy là chính là chức năng chuyển đổi PDF sang dạng Word. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp một cái chức năng nữa để cho mọi người thấy cái sức mạnh của nó. Mình sẽ đóng cái file này lại. Mình sẽ đóng cái phần mềm này lại. Mình sẽ hướng dẫn lại từ đầu. Bây giờ giả sử như đây, mình có một cái bài kiểm tra, đề kiểm tra mình chụp được ở đâu đó. Đấy, mình dùng điện thoại để chụp. Và bây giờ mình muốn tách cái phần văn bản ở trong cái file này ra để đưa vào Word để mình có thể chỉnh sửa để mình đưa học sinh làm. Đấy, thế thì chúng ta sẽ xem phần mềm này nó thực hiện như thế nào. Chúng ta cũng khởi động phần mềm này lên.
Chúng ta cũng chọn vào cái dòng là File PDF hoặc là Image to Microsoft Word này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái ảnh đó. Ảnh đó mình để ở màn hình đây. Đây là file ảnh. Tuy nhiên rằng là để cái văn bản nó có thể nhận diện được chính xác nhất thì khi các anh chị dùng điện thoại để mà chụp vào ấy, thì chúng ta cố gắng chụp cho cân. Và chúng ta nên sử dụng cái phần mềm là Cam Scanner, là phần mềm mà Phương đã có một cái bài hướng dẫn trước đây, để chúng ta scan thì cái mức độ nhận diện của nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Đây các anh chị nhìn thấy một cái file ảnh mình chụp, dùng điện thoại để mình chụp. Và mình dùng phần mềm này mình đưa vào trong trong file này. Đấy, thì các anh chị thấy kể cả các công thức toán học ở đây nó cũng dẫn nhận diện khá là chính xác luôn. Đấy, phần trăm hoặc là kể cả các cái số ký tự bậc 2 như thế này. Đấy, thì cái phần mềm nó chuyển đổi khá là chính xác. Những chỗ nào mà chúng ta kiểm tra lại nó chưa đúng, vì ở đây là mình chụp nó còn méo mó thì nó sẽ sai một chút ít thôi. Đấy, tuy nhiên rằng hầu hết nó đúng. Cho nên là khi chúng ta sử dụng cái cách này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để chuyển đổi các cái file ảnh mà mình chụp điện thoại. À, chúng ta đưa vào nó sẽ biến thành file Word như thế này. Đấy, thì đây chính là phần mềm rất là tuyệt vời, và link để mình tải cái phần mềm này thì Phương sẽ xin tặng các anh chị ở phía dưới video này. Và nếu mọi người có cái điều gì thắc mắc thì có thể bình luận ở phía dưới phần bình luận, thì mình sẽ có thời gian mình sẽ tiếp tục trả lời. Xin chân thành cảm ơn đã quan tâm theo dõi.